Triều Tiên ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian tập trận không quân Vigilant Storm. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung lớn nhất từ trước đến nay và hai nước cần chấm dứt cuộc tập trận này. Bình Nhưỡng cho biết sẽ đáp trả bất cứ nỗ lực nào nhằm xâm phạm chủ quyền, gây tổn hại lợi ích an ninh của nước này.